Chỉ mong ước có ngôi nhà cho con mình nó đỡ thôi hả? Nó tốt thì mưa gió thì ướt thôi. Ban ngày mưa em không sợ, nó không có ngủ á, sợ. Rồi sợ nhất là nửa đêm mà trời mưa, mưa mà không gió thì nó còn cỡ nha, không trời không gió là không sợ, nó bạc lum chơi á. Tại vì ở trước xanh nó ra cái bụi móng vuốt ấy, nên là nó muốn sửa bệnh không ạ? Muốn sửa bỏ, rồi xong về đợt này dịch không thì em cai sữa nó luôn, không cho nó uống, nó không khóc luôn nữa. Rồi uống bằng cái gì? Đâu uống gì hết trơn á. Ăn cơm được không? Dạ ăn cơm thôi. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay thì tiếp tục hành trình của mình, Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp để tìm về hoàn cảnh của anh này đang sống giữa đồng mà được chị Hương dắt đi, hướng dẫn dắt đi này cô bác quý anh chị. Thì nghe nói hoàn cảnh của hai vợ chồng của anh này rất là khó khăn. Thì sự thật như thế nào mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ nha. Đây, ngôi nhà lá, nhà tranh vách lá. Ủa mình ở nhà có mình hả vậy chị? Dạ, ở với hai vợ chồng mà bữa nay người ta mới kêu ảnh đi làm á. Dạ, cho em đeo này vô ha. Dạ. Đây là cái miếng. Dạ. Mình ở đây lâu chưa chị? Dạ, em ở đây được hơn năm rồi. Vậy hả? Dạ. Trước đây thì mình ở đâu? Dạ, hồi trước em cũng đi làm, cho người ta em ảnh đi làm á. Thì cũng ở nhà trọ với là chỗ kia rồi. Tại sao này về đây ở luôn? Để dạ. Con nó đi học nữa. Chị với anh có mấy người con? Dạ có hai. Hai bé này đúng không? Dạ. Bé này mấy tuổi rồi chị? Dạ nó tuổi trường học lớp 7 rồi đó. À. Vậy hả? Dạ. Không chịu vô hả? Rồi bé này? Dạ nó được gần 2 tuổi mấy rồi anh. Dạ, dạ. Xích vô đi chị. Ở đây là mưa, nhà mình dắt lá gì mưa có dột không ha? Dạ dột, mưa ban ngày thì không sao mà mưa ban đêm em gầu lắm. Tại giấc tối nó dột á, nó dột vì gió nó tạt hai bên đây, nó tạt qua nữa. Anh hôm nay đi làm cái công việc gì chị? Dạ, nó ai kêu anh làm gì em cũng không biết mà. Dạ yeah. Sáng thì người ta kia đi làm anh đi luôn à. Dạ yeah. Dạ. Ngày anh làm gì, thu nhập khoảng nhiêu tiền? Rồi mấy bữa trước thì người ta kêu anh đi dụ khoai tiếp á. Thì có 160 à. Nhổ khoai. Dạ. Nhưng mà đâu đâu mới có. Anh với chị thì anh năm nay bao nhiêu tuổi, chị bao nhiêu tuổi? Dạ anh 36, em 33. Chị 33. Dạ. Mình ở trước đây là mình đi làm ở đâu? Dạ hồi trước anh kia đi ra ngoài, anh ở ngoài Đà Lạt á. Ừ. Dạ. Ở với anh ở ngoài. Rồi sau này con nó bằng tóc này nè. Rồi thôi đi về chứ để gửi ngoài đâu cũng được. Rồi kia đi về ở rồi. Về rồi đấy ngay ở với mẹ chồng không à. Ở với mẹ chồng không được ha. Dạ. Rồi mình mới cắt cái này lên năm mấy này. Dạ. Dạ. Đất này là của ai chị? Dạ đất của bà chồng. Bà vợ chồng ha. Dạ. Thì nói chung là tự hai chồng ra cắt trại ở chứ không có chỗ. Tự cắt trại ra. Dạ. Rồi hồi đó thì có hỏi ba. Dạ. Ba chồng thì không có vô, có ấy tiếp nữa, có phụ tiếp nữa. Dạ. Mưa tạt dữ không? Dạ tạt. Ở trên nó nhiễu xuống rồi. Ở trên đấy là em che miếng cao su rồi nữa rồi đó. Ừ. Ở trên góc nhà là có miếng cao su nữa. Dạ. Mà nó vẫn tạt rồi hai bên cái này nè. Mưa dạ. Gió nó tạt. Có bữa hả nó lắc cái này nè, giấc tối lắc đâu dám cho bà nhỏ ngủ đâu, kêu dậy hết. Thằng nhỏ này thì ẩm, thằng lớn bắt ngồi dậy. Lỡ có gì bé này được. Ẩm lớn ngồi dậy. Dạ. Lỡ có gì còn chạy được. Lỡ nó ngủ hết trơn sao chạy. Dạ. Dạ. Trời ơi. Chị đây làm cái công việc gì? Chị em đâu có làm gì được đâu, em bệnh mấy năm nay. Chị bệnh gì? Chị em bị lupus ban đỏ. Bị gì? Lupus ban đỏ. Lupus ban đỏ. Dạ. Rồi mình điều trị ở đâu? Dạ Chợ Rẫy. Mỗi tháng gì mình tốn nhiêu tiền? Dạ cũng tùy theo tháng à, có tháng thì ví dụ như không có thuốc ngoài danh mục á thì nó tính trong bảo hiểm thì em lãnh trong bảo hiểm, còn có ngoài danh mục á thì em phải ra ngoài mua, cũng tùy theo loại thuốc, cũng như có thuốc thì một dĩ mấy trăm ngàn gì đó, rồi có dĩ thì nó cũng rẻ. Là tháng nào cũng đi hay sao? Dạ chị? Tháng nào cũng đi mà mấy tháng nay dịch rồi cũng không có tiền đi, với phần dịch rồi cũng không đi được nữa. Mấy tháng rồi, hình như là em được 4 tháng rồi không có đi danh chọn, không có thuốc. Rồi trị thời gian bao lâu? Dạ. Trị thời gian bao lâu hết? Dạ không, bác sĩ nói cái này là phải trị hoài không hết. Dạ. Suốt đời luôn á. Bác sĩ nói là chết thì mang theo, còn sống thì phải uống thuốc. Chứ không có hết. Ừ. Dạ. Thì chị thế nào cũng phải lấy thuốc uống. Mấy tháng thì lọc máu. Mấy dạ, cái vụ như thế nào cái tiểu cầu nó hạ thì nó lên lọc máu, nó lên truyền máu. Còn cái tiểu cầu không hạ thì thôi. Chị bị bệnh về máu hả? Dạ. tiểu cầu nó thấp hả? Dạ, tiểu cầu thấp thì phải truyền máu. Mình lên trển mình nhập viện mình truyền máu vô. Mỗi lần truyền máu thì tốn bao nhiêu tiền? Dạ, trong bảo hiểm có tính thì cũng tốn tiền ăn rồi thì cũng như là tiền ngoài danh mục thì mình phải đóng. Nhưng mà cũng không biết được. Cũng tùy theo tháng không gì đó. Không truyền máu á. Dạ, truyền máu thì bảo hiểm nó tính. À, bảo hiểm chịu hết. Dạ, hả? Bảo hiểm nó tính. Mình chỉ tốn tiền đi đứng thôi. Dạ, đi đứng. Với tiền mình nằm ở trển cái mấy cái linh tinh thì mình phải đóng. Ta không tính trong bảo hiểm. Ừ. Cái nào đó, họ tính trong bảo hiểm thì mình không phải đóng. Còn cái nào họ không tính bảo hiểm thì bắt mình đóng. Mình phát hiện cái bệnh mình lâu chưa chị? Dạ có bú cổ. Dạ hồi 22/10 sáng. Lúc đó sao mình phát hiện bệnh mình? Dạ đó em sưng á, em phù hết trơn vậy nè. Phù người hết á. Em phù rồi sao em đi tiểu không được. Rồi cái sao em mệt, em đi không được luôn, em phù quá trời nhiều luôn, em đi không được. Rồi bắt đầu mới hồi đó em làm ở ngoài Đà Lạt á, người ta mới chuyển ra pha Đà Lạt. Chuyển chảnh là lúc đó chuyển chảnh là em không có đi tiểu được luôn. Rồi người ta mới chuyển xuống Chợ Rẫy. Chợ Rẫy thì họ mới nói là lupus ban đỏ, là biến chứng thận. Dạ bây giờ em phải uống thuốc thận hàng tháng. Phải uống kèm theo á. Chứ không uống là không được. Vừa thận vừa máu vừa bú cổ luôn. Dạ, mắt em là mổ rồi nhưng mà giờ em cũng cái chữ nhỏ không thấy đường luôn á. Mới đi hồi đợt trước dịch thì lên trên chỗ ông bác sĩ Vinh khám thì ông bảo là nó bị làng, phải mang kiến. Trời ơi. Phải cắt kiến mang làng á. Chứ không có kiếm nào không thấy. Là không gian sinh hoạt của nhà mình là chỉ có bao nhiêu mét vuông đây? Dạ, bao nhiêu đấy đó. Vậy hả? Dạ. Đồ thì treo ở đó luôn. Dạ. Tại không có chỗ. Đây em ra sao chứ? Dạ. Rồi chị với anh có dự định đi làm nữa không hay là ở nhà luôn? Dạ không, ở nhà. Ai mướn gì làm đó ha? Dạ, anh thì ai mướn gì anh mà nói nè. Dạ. Anh thấy có việc làm là được. Vậy hả? Dạ. Ngày nào anh cũng đi làm hết hả chị? Dạ không, cỡ này đâu có, lâu thiệt lâu nó có bữa thôi. Vậy hả? Tại dịch á, rồi đâu có mặn được đâu. Rồi ở đây nước mình sử dụng sao? Dạ, em xài nước sông không? Nước sông? Dạ. Em múc sông ra em xài không? Tại cũng có cái đường dây nước ngang nè. Nhưng còn điện có... ở đâu? Dạ điện thì hồi trước về kéo anh trai ông kéo. Còn nhà vệ sinh rồi sao chị? Dạ. Nhà vệ sinh không có, nó cho em thay đồ thì em chỉ kéo cái màn và em thay. Còn cái chỗ mình đi cầu đi tiểu rồi á thì có cái cầu bắt mình bắt với sông với mương nè, ở tuốt làm sao á rồi mình đi thôi. Còn như là như em tắm thì em tắm với sông, rồi em lên em kéo màn em thay đồ, chứ không có nhà vệ sinh, không có nhà tắm. Tắm ở dưới sông luôn? Dạ con tắm với sông luôn, nói chung vợ chồng con cái tắm với sông hết. Rồi nước ô nhiễm sao đâu? Dạ, cũng phải xài chứ giờ kệ, cũng có đường nước nhưng mình không có tiền vô thôi. Có cây nước không? Dạ có đường ống đi ngang nhà mình nè. Vậy mà hả? Mình không có tiền vô. Tại bữa nghe cái chú kia nói là vô phải 1,5 triệu. Vô phải 1,5 triệu không có tiền. Nhưng mà em cũng phải hỏi người ta, tại cái đường này của người ta mua, người ta đi đường ống vô trong á. Đất này là đất của ông vợ chồng. Dạ, đất của ông bà vợ chồng. Dạ. Rồi, con học lớp mấy rồi? Dạ học lớp 7. Con học lớp 7. Con năm nay nhiêu tuổi? Dạ 13. 13 tuổi. Học giỏi không? Dạ cũng được à. Có làm việc gì phụ cho mẹ chưa? Dạ có, dạ cô em. Dạ hả? Trời ơi. Mẹ em chỉ nấu cơm á, được á. Cái bữa này em mệt thì nó nấu cơm, nó gửi chén luôn. Nó cho em ăn luôn, nó mới nãy nó mới cho em ăn. Dạ. Ăn cơm. Chị với anh có mong ước gì không? Dạ, em chỉ ước là có cái nhà cho nó tối ngủ con, nó đừng ướt thôi. Tại vì nó giấc tối ngủ mưa, cái là nó ướt nó chơi em sợ lắm. Này chứ dừng ton lên là sao lúc trước chị không dừng ton đó? Dạ hồi đó, hồi lúc đầu tiên á là lá này là của ông anh mua cho. Dạ, anh cho rồi cái anh nói là tại vì cái lupus ban đỏ của em là không có đi nắng được. Rồi anh sợ to nó nóng á, tại mình nó thấp quá nè. Rồi anh kêu thôi để anh cho tiền mua lá. Ồ, có nghĩa là dừng lá là lý do là hồi đó thì anh cho đó. Dạ. Có nghĩa là nóng quá mình dừng ton không được. Dạ, tại vì bác sĩ bảo là không được đi nắng. Không cho em đi nắng. Đi nắng là nó sẽ mau phát bệnh á. Nó mau tái bệnh á. Nên là em không được đi nắng, em không được phơi nắng luôn, nói chung mình nắng rồi phải kiểu. Con ngồi vậy cho chú nói chuyện coi. Con năm nay nhiêu tuổi, hồi nãy nói quên rồi? 13. 13. Nay con có đi học không? Dạ có. Học online hay sao? Dạ không, vậy cô chưa có điện. Cô không có điện, hôm qua em điện cho cô mà sao cô không bắt máy luôn. Vậy hả? Cô chưa có điện thông báo. Rồi không ngày ta học rồi bây giờ không biết luôn. Nếu như học online rồi đâu có dụng cụ gì đâu học hả? Dạ có, hồi trước em có cái điện thoại. Thì ví dụ như nếu mà em nó học, cho nó học thì cho nó học. Có wifi gì không? Dạ không. Cậu hai nói là nếu như học thì cậu hai cho tiền vô mạng á, vô tháng 90.000 đó, thì mình xài mạng đỡ. Rồi là tối là ngủ ăn uống sinh hoạt gì ở trong này hết luôn. Dạ. Ngủ ăn cơm thì dọn bên trước. Nếu như mà cái nhà của mình mà sửa lại thì mình dừng tôn thôi hay là giờ phải xây tường lại? Dạ không, ví dụ như chết em được cho em thì em cũng được cho, miễn cho tối con em nó đừng mưa gió ướt là được rồi. Thì em chỉ như thế thôi. Anh đi làm nghỉ không được ha? Dạ bữa nay mới sáng tại vì không biết á, rồi dạ. Sáng người ta mới kêu anh đi luôn, ta vô người ta rước rồi anh đi luôn. Dạ. Dạ. Trời ơi. Tháng nào cũng đi, rồi chừng nào chị lên Sài Gòn lại? Em cũng chưa biết nữa, tại vì bây giờ không có xe đi. Xe ở đây nó không có chạy. Mà rồi không có thuốc uống thì sao chị? Thì mấy bữa nay em cũng chịu luôn chị, em sợ. Bởi vì em sợ đó, em sợ nó nói bệnh lại á. Nói bệnh lại khổ lắm. Không có thuốc uống đâu. Nói hồi chị muốn khóc luôn rồi. Quê chị ở đâu? Chị em ở trong gần ở đây luôn, cách đây 3 cây số, trong mẹ em đó. Dạ. Xong về ở bên mẹ chị? Thôi dạ mẹ cũng có cha với mẹ còn cô nữa. Chồng ở cho nó gì đi. Ôi khóc nữa rồi kìa. Chị mong ước có ngôi nhà cho con mình nó đỡ ấy thôi hả? Dạ. Cho tối đừng mưa gió, đừng ướt nó được. Mỗi ngày mưa em không sợ, nó không có ngủ, không sợ. Còn sợ nhất là nữa đi mà trời mưa, mưa mà không gió thì nó còn đỡ nha, ông trời ông gió là sợ lắm, nó tạt tùm lum hết trơn á. Tội nghiệp con thôi chứ còn em sao được. Bé này là 4 tuổi hả? Dạ mới 2 tuổi mấy. 2 tuổi, lúc đó là chị mang bệnh mà chị sanh nữa. Dạ, hồi lúc em đẻ thằng này là được 5 tuổi. Mà anh coi, bởi vì trời ổng chiêu người sao. Em đẻ này được 5 tuổi, nói là hai vợ chồng mới nói lúc em chưa có bệnh thì bảo là thôi để đẻ đứa nữa, rồi có đứa này. Cái em để mấy không có, ổng dính đầu luôn. Cái xong cái em bệnh 2 năm, bệnh 2 năm xong cái em bầu thằng này 3 tháng, gần 4 tháng em không hay luôn. Tại vì em vô thuốc, em chì thuốc á. Là nói không cái phụ nữ mình nó kinh nguyện không có thì em cũng không nghĩ là mình dính bầu nữa. Cái tới thằng này được 3 tháng mấy xuống chợ gãy thì bác sĩ bảo là có bầu 3 tháng mấy rồi. Thì bác sĩ bảo là thôi để nếu mà qua bên bệnh viện Hùng Dương á, mà người ta xét nghiệm nó mà không có bị tật á thì thôi để luôn, trời cho thì ông trời ông sẽ lo cho mình. Đó. Rồi em thấy nó lớn rồi em cũng không muốn bỏ. Em để luôn. Mà nó dễ lắm. Ngủ là ngủ ngon lành luôn á. Dễ lắm. Thôi bú bữa được rồi, dịch nó không có tiện em đâu, chẳng nấu sữa đâu. Khai sữa luôn. Bởi vì giờ trước xong nó ra cái em uống thuốc á nên là nó uống sữa bình không à. Uống sữa bò. Rồi xong rồi đợt này dịch không tiện cai sữa nó luôn, không cho nó uống, nó cũng không khóc luôn nữa. Rồi uống bằng cái gì? Đâu uống gì hết trơn á. Ăn cơm được không? Dạ ăn cơm thôi. Ăn cơm thôi chứ. Không có tiền uống sữa luôn, cai sữa luôn trời. Đúng rồi, nó không cho hộp sữa mừng lắm. Trời ơi. Cho bữa chị Thí đem vô thôi nó uống hơi 2 hộp luôn. Để như nó thèm á, bởi vì đợt dịch em đâu cho nó uống đâu, đâu tiền. Nhưng mà không khóc luôn. Không có khóc luôn. Không có đòi luôn á. Nó dễ dữ lắm luôn. Cho bánh nhậu ôm liền. Nhìn quá dễ thương ha. Nếu như mà cuộc sống của chị mà chị không có bệnh hoạn thì hai vợ chồng có thể sinh sống đắp đổi qua ngày được ha. Dạ, dạ. Chị có thể đi làm lại được. Dạ. Giờ mình làm nắng thì làm không được. Mình phơi nắng thì cũng không phơi được. Rồi ơi, hôm nay thì được chị Hương với lại chị Thúy ở đây giới thiệu đó thì em gửi cho gia đình mình 1 triệu ha. Thay mặt chú Định là Việt Kiều Mỹ á, gửi cho gia đình mình 1 triệu. Em cảm ơn chú, em gửi lại cảm ơn chú nhiều. Tức là em gửi cho chú Ken Vương Trần ở Mỹ á, gửi cho mình một cái bóng đèn. Mình có gì mình tối mình thắp. Chị tháo ra đi, em chỉ cho chị. Rồi, chị gỡ ra, đi gỡ cái bọc này ra. Rồi, cái này chị kéo lên là nó có thành bóng đèn, tối mưa gió vậy đó chị. Cúp điện đó, chị gập này lên, chị gập này lên, gập mạnh lên. Đó, à. Này là xài năng lượng mặt trời khỏi sạc pin ha. Năng lượng mặt trời á. Với lại ở đây là cái đèn pin nè. Đó. Chị khỏi sạc pin. Cái đèn này hết pin chị đem ra ngoài chị sạc chút xíu à. Đem để coi nắng. Dạ. Để nhà nó cũng tự sạc nè. Sạc là ngay chỗ này có ôm đèn màu đỏ nè thấy không? À. Chỗ đó đó có cái chui sạc điện thoại nữa nè. Đây nè. Chỗ đó sạc điện thoại được luôn đó chị. Em cảm ơn. Thôi cảm ơn gia đình mình nha. Chúc gia đình, chúc chị luôn có sức khỏe. Dạ. Dạ, cố gắng vượt qua khó khăn này. Thôi chú chào con, chú về nha. Dạ.